Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vào vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là nhân viên. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vào vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là nhà báo. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vào vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là phóng viên. Bây giờ mình bắt đầu nha. Đầu tiên mình chọn màu hồng nha mọi người. Mọi người mình chọn màu hồng nha. Mình sẽ chọn màu xanh nha. Bây giờ chọn màu xanh nha mọi người. Mọi người mình chọn màu xanh nhá. Ui giời ơi, to thế nhỉ. Bây giờ sẽ là màu vàng nha mọi người. Mọi người bây giờ là màu vàng nha. Giờ là màu vàng nha mọi người. Khác biệt thôi. Mọi người ơi, sau đây là mình sẽ chọn màu tím nha. Bây giờ mình chọn màu tím nha mọi người. Mọi người ơi, màu tím nha. Mọi người đây bốn màu của mình này, bốn màu của mình đây nha mọi người. Mọi người đây là bốn màu của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu xanh nõn nha. Bây giờ mình xỏ xanh nõn nha mọi người. Mọi người mình xỏ xanh nõn nha. Mình có 5 màu rồi nha mọi người, đây là 5 màu của mình, đây là 5 màu của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt màu hình tròn nha mọi người. Mọi người mình chọn hạt tròn nha. Giờ sẽ tiếp tục là mình sẽ xỏ hạt vàng nha. Mình xỏ hạt tròn màu trắng nha mọi người. Mọi người mình xỏ hạt màu trắng nhá. Thank you.
Lên vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Bây giờ mình sẽ buộc kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Mọi người mình kết vòng nhé. Mọi người ơi, vòng mình sắp hoàn thành nha, vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha.